khi bạn thông báo là thêm thông tin thuế ở trong cái tài khoản Google AdMob của bạn, thì có rất là nhiều bạn rất là bất ngờ và lo lắng trong cái việc là cái trường hợp này mình xử lý như thế nào. Thì các bạn hãy xem cái video của Quốc Anh, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn pass qua cái vấn đề này ha. Thì khi mà nó gặp phải cái thông tin này thì các bạn cứ click vào là thêm thông tin thuế của trong tài khoản AdMob của mình. Ở trong phần này thì nó gồm có khai báo về thông tin thuế của Hoa Kỳ và Singapore, thì mình click vào là thông tin thuế Singapore trước. Thì trong phần thông tin doanh nghiệp á, thì các bạn click vào đấy và các bạn chọn cho mình là tư nhân, một chủ nha. Các bạn click vào đấy rồi sau đó là các bạn chọn không. Tất cả những câu hỏi này các bạn chọn không hết, bởi vì mình không thuộc về tất cả các doanh nghiệp ở Singapore và thuế ở Singapore ha. Các bạn trong phần này các bạn cũng chọn không luôn. Rồi sau đó các bạn chỉ cần chọn gửi mà thôi. Sau khi gửi xong rồi thì chỉ có những cái bước cơ bản như vậy, thì chúng ta đã điền đầy đủ xong cái phần thông tin thuế và đến cái phần thông tin của US. Thì các bạn click vào và nhập lại bắt buộc ha. Các bạn có thể xác minh lại một lần của tài khoản. Rồi sau đó là các bạn chọn cho mình là cái mục là cá nhân. Rồi các bạn chọn tiếp. Trong cái phần này là bạn có phải là người dân hoặc công dân Hoa Kỳ hay không, thì cái này các bạn chọn không nhé. Rồi sau khi các bạn chọn tiếp tục, trong phần này chúng ta sẽ chọn cái form điền mẫu thuế VW8, thì mình sẽ chọn cái đầu tiên. Cái này là dành cho những người không phải là trực thuộc của công dân của Hoa Kỳ ha. Trong cái phần mã thuế này thì các bạn chọn quốc gia là khu vực là Việt Nam trước, và các bạn điền tất cả đầy đủ thông tin mã TIN nước ngoài, thì các bạn nhập cái con số này là mã TIN này là 13 chữ số à là 11 chữ số, các bạn nhập đại cái từ nào cái số nào cũng được ha. Sau đó các bạn click vào là địa chỉ thường trú, thì các bạn nhập đúng cái địa chỉ giống như ở trong cái tài khoản của mình hiện có ha. Trong cái phần là Việt Nam không có hiệp định thuế Hoa Kỳ rồi không ha. Các bạn chọn không ha. Cái này các hoạt động dịch vụ hiện tại ở Hoa Kỳ chọn không luôn. Thì tất cả những cái dịch vụ này các bạn cứ chọn không hết ha. Tôi chấp nhận gửi những cái sử dụng cái giấy tờ này, và sau đó là mình chọn tiếp ha. Rồi sau khi chọn tiếp xong thì mình cũng tích vào cái ô này luôn ha. Đây, các bạn tích vào đây và các bạn chọn tiếp tục thôi. Các bạn tích vào cái ô này luôn ha. Rồi sau khi mình tích xong rồi thì nó sẽ đợi nó lên một cái pop up đấy. Rồi sau đó mình tích vào cái ô này luôn và mình ghi cái số năm của mình hiện tại ha. 2023. Ok, trong phần này thì các bạn chọn tôi là chủ sở hữu cái tên mà mình gửi thôi ha. Rồi ok, thì như vậy là mình đã kê khai xong về cái phần cái form về thông tin thuế ở trong cái tài khoản Google AdMob. Thì hy vọng đây là một cái video hữu ích chia sẻ cho bạn để cập nhật tất cả những thông tin thuế ở trên Google AdMob, và xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bạn.